Ok, và tiếp tục thì chúng ta sang phần số 2, đó là từ chà bù tô. Từ chà bù tô này chúng ta đã từng gặp rồi đúng không ạ? Ha? Ủa cân tha chà bù tô, tôi với anh ấy cũng gần sấp xỉ như nhau, sư ba. Ha? Thì lúc này hôm trước chúng ta đã học rồi đấy, nhưng mà hôm nay cô sẽ nhắc lại lúc này khi mà chúng ta nói là ủa hớ tha chà bù tô. Thì lúc này cái từ chà bù tô này nó là một tính từ, xính rúng chứ, và nó có nghĩa là sấp xỉ, hả ba? Chà bù tô, sấp xỉ cái gì đó, hả bố hả? Ừ, và lúc này thì ví dụ như cô lấy ví dụ là xinh cửa chà bù tô, cái tính cách cũng gần như nhau, cũng sấp xỉ như nhau, hả bố? Xinh cửa chà bù tô, ủa hớ tha chà bù tô, tôi với anh ấy cũng gần như nhau, hả bố? Ngoài ra cái từ chà bù tô này nó còn có một chức năng nữa, đó là nó đóng vai trò là một phó từ. Hảo mà, khi nó đóng vai trò là một phó từ thì nó có thể như thế này, nó cũng biểu đạt cái vấn đề được, cái đối tượng mà được đề cập đến nó tương đương, nó xấp xỉ. Hảo mà, ví dụ, 差不多半年, 差不多半年 là khoảng chừng nửa năm rồi. Nói chung này thì chúng ta hay dịch nó như là gì? Khoảng chừng, khoảng, đúng không ạ? Nó gần như từ ta cai đấy ạ, đúng không ạ? 差不多半年 là 差不多一个月. Thì lúc đấy nó đóng vai trò là một phó từ. Đó chính là cách sử dụng của từ 差不多. Hảo ba? Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. 再见!